nhà ơi, mình đang có mặt ở số 783 nha, Hoàng Anh Gia Lai 2 trên đường Trần Xuân Soạn nha mọi người. Ở đây là Hoàng Anh Gia Lai 2 Trần Xuân Soạn. Thì ở đây mình có hai bạn này là hai cô gái chuyển giới của đoàn hát Lô Tô Hương Nam ha. Hai bạn mới vừa mở khai trương bán đồ ăn là cá viên chiên nha mọi người. Cái bên chiên hai bạn là Bội Nhi và Yumi nha. Hello cô gái. Hello. Hello kinh Sài Gòn Daily. Anh Bể Thoàn. Khai trương sao rồi nè? Dạ khai trương rất là vui. Tất cả anh chị em bạn bè người thân đều tới ủng hộ tụi em. Hello luôn cả kênh Giải Trí Việt nha. Cảm ơn hai anh ngày hôm nay đến ủng hộ tụi em. Rất là mong tất cả quý anh chị gần xa tới ủng hộ xe cá viên chiên hai chị em của tụi em. Địa chỉ là 783 Trần Xuân Soạn, quận 7. Quý vị cứ tới chung cư Anh Gia Lai 2, quý vị sẽ thấy tụi em đứng ngay trước cửa nha quý vị. Mùa dịch tụi em không có đi hát nên tụi em sẽ bán đồ ăn. Xong đó tụi em vẫn giao lưu gặp gỡ cùng tất cả mọi người. Rất mong mọi người sẽ rất ủng hộ tụi em nhiệt tình nha, cho tụi em chống dịch thành công nha quý vị. Đó Yumi nè mọi người, thấy không? Trời lâu lắm rồi. Dạ thật sự hôm nay là cái ngày khai trương của hai chị em Yumi với lại Bội Nhi. Cả nhà ơi, cả nhà mình có thương. Dạ nhớ đến địa chỉ là 783 Trần Xuân Soạn trước cửa chung cư đó. Cái bắt đầu mình sẽ ủng hộ cái vị trí của hai chị em nha. Hôm nay là một ngày khai trương. Thì thật sự là cảm ơn anh chị em của Hương Nam, cảm ơn chị hai, với lại cảm ơn tất cả các bạn bè đồng nghiệp gần xa đến ủng hộ với lại Yumi và Bội Nhi nha. Rồi em xíu em mừng cho khách cái em nói chuyện tiếp. Ok. Tụi em tự một vụ luôn nha quý vị. Trời ơi. Quý vị thấy tụi em bình thường là đẹp ở trên sân khấu thôi, quần là áo lụa. Ngày hôm nay là quý vị thấy tụi em là tất bật. Hôm nay là em rất là mệt luôn á mọi người. Em mới làm thực chưa lành luôn, nhưng mà em phải đi ra phố. Trời, em nói thiệt nha, em chạy từ nhà chạy lên chạy xuống tới giờ là 10 quận, từ ở trên nhà chạy lên chạy xuống tới giờ là 10 quận rồi đó. Rất là mệt mọi người thấy không, em còn đeo cộng đai cổ rồi, nhưng mà vì tình thương khách hàng rồi thượng đế cho nên là mệt mấy cũng sẽ tan biến. Sửa ngực hả? Dạ. Ôi, cái này chắc nhờ Sài Gòn Daily quay cho một clip riêng, tại vì em cũng không dám chia sẻ nhiều về cái chuyện làm ngực. Nếu mà mình chia sẻ nhiều thì có một chuyện nó đi nói lại hoài, cho nên em sẽ không có chia sẻ nha. Rồi cảm ơn. Đây là Tâm Thảo. Hôm nay Tâm Thảo hello Sài Gòn Daily. thì giờ nói hai bên luôn ha. Thì hôm nay là ngày khai trương của xe cá viên chiên của Yumi và Bội Nhi. Thì Tâm Thảo và cùng với các bạn của đoàn Hương Nam đến đây để chung vui và cũng như góp vui và để ăn mừng khai trương của Bội Nhi và Yumi. Thì Thảo cũng không biết nói gì hơn, chúc cho hai bạn được mua may bán đắt và càng ngày càng đắt hơn. Bữa nay là cái xe nhỏ vậy thôi, nhưng mà có chừng một tuần lễ sau là phải nguyên cái nhà giống như các thi vậy đó. Cả nhà mình ai ở khu vực quận 7 hoặc là quận 4 hoặc là quận nhất hoặc là quận 8, nếu mà ở gần Trần Xuân Soạn thì cả nhà mình hãy đến ủng hộ và ăn ủng hộ cho Yumi Bội Nhi. Địa chỉ là 783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Đây trước cổng của chung cư Hoàng Anh Gia Lai luôn. Đây sát bên là cái công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Phan đó, cả nhà mình để ý giùm nha. Ai ở gần khu vực quận 1 nè, quận 4 nè, quận 7, quận 8 đó, hoặc là ở quận Tân Phát rồi đó, thì cả nhà mình đến ủng hộ cho Yumi Bội Nhi. Tất cả những cái tương nè, đồ chua nè, rồi sa tế nè là hai chị em tụi em nhà làm đúng không quý vị? Chỗ tài bếp luôn phải không? Dạ, tương đen là hai chị em nấu, sa tế nhà nấu, đồ chua hai chị em nhà tự ngâm. Cá viên thì tụi em đi kiếm cái lò nào mà uy tín á, ngon. Ở bên cái lò đó là lò quen của em ở bên quận 8. Thì ủa, lấy trong lò hả? Dạ, lấy lò về cá viên. Còn những như trứng cút thì tự luộc, chả giò thì tự cuốn. Ngày mai sẽ có hoành thánh nữa, tại nay lưu bu quá chưa có làm đó. Chả giò thì tự cuốn. Cái nào cho đậu hũ thì cũng tự chiên, mua đậu hũ trắng tươi về tự chiên làm. Thời chiều dọn đã có ngập đầy cái này ngập không? Ngập đầy luôn. Và sau khi một trận là tơi bời. Tơi bời đó quý vị.
người quen ủng hộ không mà, nhưng mà cũng rất là mong tất cả quý vị gần xa cũng đến ủng hộ chị tụi em nghe, thưởng thức qua mấy món ăn ngon với lại góp ý tụi em. Đó, góp ý của em qua chương trình sắp tới rồi đó. Rất là ngon nha, bữa nay là Thảo ăn chay nhưng mà Thảo cũng thấy hơi thèm đó. Bữa nay là ngày ăn chay nhưng mà tại vì thấy cũng hơi thèm, nhưng mà cũng vẫn qua đây ủng hộ cho bạn mình đó. Thầy Thảo ăn chay nửa tháng. Ăn chay thì ăn được cái món gì không? Không có ăn được món nào hết. Thầy Thảo ăn chay nửa tháng đó cho nên là không có ăn được. Có đậu bắp kìa Thảo. Nhưng mà chiên chung cái dầu á cho nên là không có được. Chiên chung dầu. Mấy bữa nay Thảo vẫn ở Sài Gòn ha, có đi hát ở tỉnh nhiều không hay là sao? Thảo bây giờ là đi hát ở tỉnh, tại hát mấy cái đoàn lô tô á tăng cường. Cho nên là tại vì bây giờ ở khu vực Sài Gòn á là người ta đang cấm dịch cho nên là không có cho tụ tập, thì bây giờ là Thảo phải hát tăng cường mấy cái đoàn lô tô mà lúc trước Thảo hay đi á. Bây giờ người ta tăng cường 3 ngày, cái bắt đầu đi qua đoàn khác 3 ngày, cái qua đoàn khác 3 ngày, cái qua đoàn khác 3 ngày, vậy là hết dịch về lại Sài Gòn. Còn khi nào mà ở Sài Gòn có show thì Thảo quành về. Nói chung là lịch của Thảo như anh có coi trên Facebook là cũng rất là dày đặc nha mọi người. Nhưng mà bây giờ là nghiêng về Bolero nhiều hơn nha, cả nhà mình nhớ ủng hộ Thảo nha. Cái kênh YouTube của Thảo là Trần Vũ Tâm Thảo Official, cả nhà mình nhớ đăng ký kênh nha. Và hiện tại là Thảo đang cho ra mắt cái MV nói về Vu Lan, đó là Lý Mẹ Cha của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Và ngày 27 tây này là Thảo sẽ phát sẽ đi quay cái ca khúc mà nói về tỉnh của Tâm Thảo luôn, đó là ca khúc Thương Hoài Mảnh Đất Trà Vinh. Ca khúc này do chính Tiêu Minh Phụng viết lời cho Tâm Thảo. Cả nhà mình nhớ đón xem ca khúc này nha. 27 tây là Thảo sẽ đi quay, còn ngày phát hành thì Thảo chưa có biết. Cả nhà mình nhớ đón xem và ủng hộ nha. Kênh YouTube của Thảo là Trần Vũ Tâm Thảo Official. Đây này là solo một mình đó ha. Dạ, bây giờ là Thảo nghiêng về Bolero nhiều hơn. Vậy là những cái show em có lịch đó là cũng đôi khi cũng hát chứ không phải là lô tô không đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn bé Thảo nhiều. Rồi. Trời ơi có ông bầu của đoàn giúp đỡ quá trời này nè. Quản lý ông quản lý chứ quên. Bà bầu của ông thì lo bầu lý. Xô. Còn bây giờ dịch không có xô để bầu thì lo bầu cá viên chiên. Không bầu cá viên chiên. Của mẹ giờ. Rồi hôm nào tiếp theo. Hello mọi người nha, lâu lắm á mới tái ngộ lại mọi người nè trên kênh YouTube nè. Mọi người ơi nhớ ủng hộ cho hai chị em Bộ Nhi và Vũ My nha mọi người. Bữa nay ngày đầu còn lịch trực cho nên Nhã phải qua phụ, mốt vô mọi thứ vô ổn định rồi Nhã sẽ đi show lại. Với lại mà mốt có show là Nhã sẽ không qua đây đâu cả nhà ơi. Tụi em mà mốt là gắn liền với cái nồi chảo dầu đúng không vậy? Ok đi, bây giờ mùa nào thì mình làm nghề nấy đi. Dạ. Tới đây tới đó đi. Hết dịch thì tụi em sẽ đi hát lại phục vụ quý vị nha. Mưu sinh kiếm sống để mà giữ nuôi cái nghề. Rồi hết dịch sẽ đi hát phục vụ mọi người lại chứ không có bỏ mọi người đâu nha. Nói chung bỏ nghề thì không, nhưng mà do dịch nếu như mà có đi show á sẽ có bà ngoại của Nhi với là một đứa em nữa là Thái Toàn nó sẽ phụ trách cái chảo dầu này. Yeah. Khi mà xong show sẽ quay về tiếp. Còn bữa nào mà đắt quá đó thì Tâm Thảo chạy qua, Tâm Thảo hết ca cái Tâm Thảo chạy đi. Thế bọn Nhi chạy về. Rồi hồi nãy rồi, ok mà quên nữa cả nhà ơi thì ngày mai thì là sẽ hát khai trương ở đây là nghe phong thanh là Bội Nhi với Yumi là chuẩn bị mời nguyên cái đoàn của Việt Nam về đây hát khai trương. Rồi đó em ơi sẽ hát lô tô ở đây luôn à. Vậy là đoàn sắp có cách xe cho Bội Nhi. Ơi hồi nãy em mới nghe phong thanh là nói là Yumi với Bội Nhi là sẽ mời Hương Nam về đây hát lô tô. Được. Báo giá thì báo giá. Nghe mà cung tay luôn. Bán vé cho mọi người, bán vé lô tô nha, bán vé lô tô 10 nghìn vé. Quý vị ơi, quý vị phải ngồi được ngồi cách 2 mét mà quý vị phải ngồi ghe. Quý vị ngồi dưới sông, nó cái sông nó bự lắm. Cứ người ngồi cách 2 mét. Nói nghe nè, một vé 10 ngàn, phần thưởng là một phần cá viên chiên. Đỏ tươi xanh liền. Cho mỗi người ngồi một chiếc xuồng nó lên đên giữa sông gì đó. Giãn cách nha quý vị. Mọi người nhớ nha, khi nào mà các thành viên của Hương Nam có ra một cái sản phẩm nào đó mọi người nhớ xe ủng hộ xe để nhà ủng hộ tinh thần như Tâm Thảo nè ngày mai đúng không, ra chưa rồi đi về cha còn cái gì nữa sắp tới cái gì ra nữa không sắp tới là bài Trà Vinh của Phụng đó. Bài Trà Vinh quên nữa cả nhà ơi, một cái điều bí mật nữa nha là Phụng mới viết cho Thảo thêm hai bài nữa, đó là bài Lòng Con Xa Xứ
Nhưng mà là cái bài này chắc có lẽ là chắc Du Lan năm sau mới phát hành quá. Tại vì bây giờ là Du Lan sắp xong rồi mà cái bài này là chưa có phối nhạc gì hết. Còn một bài nữa đó là Ngọc Nữ Loto độc rap nha. Lộc ơi. À cái bài này là bài Ngọc Nữ Loto là có mời Bùi Thanh Lộc sẽ là người độc rap cho cái bài hát này, là do chính Kim Phụng sáng tác, cả nhà mình nhớ đó. Chu Sô gửi tiền rồi. Sơm lắm mọi người ơi, vui nha. Sơm dễ sợ sơm. Tâm Thảo có đang chai rồi không phụ không có ủng hộ được. Nhưng mà ủng hộ tinh thần hay. Lát Tâm Thảo hát giữa cái sông này. Sông này gọi sông gì ta? Sông Vượt Bảy. Lát đứng đây dòng kênh kênh tổng. Kênh này kênh gì? Mọi người ơi, kênh này kênh kênh trẻ hả? Cái này không biết là kênh gì luôn nha mọi người. Lên đơn phần bù còn. Hai đứa có gần đây không? Dạ hai tụi em ở trong chung cư Hoàng Anh luôn. À trong này luôn rồi, kỳ quá rồi. Đi xuống. Tụi em trên lầu rồi. Tụi em ở trên lầu, tụi em xuống 3. Rồi còn 4 này. Rồi đây bây giờ tới lượt em đi mọi người nha, để cái bộ gì nữa chiên. Hiện tại là bây giờ là em là người chạy bàn luôn. Đó quán chỉ có hai chị em thôi. Hôm nay là một bàn khai trương rất là đặc biệt. Dạ hai chị em đã phải nói là cái dự định này là hai đứa đã định bán dịch rút mùa 1 lên cả nhà nha. Nhưng mà do là cũng không biết tình hình như thế nào, rồi bây giờ là hai chị mới quyết định ra bán khai trương ngày hôm nay luôn. Cho nên là mọi người có thương nhớ và ủng hộ cho bộ Nhi với là Du My tại địa chỉ là 783 Trần Xuân Soạn. Mọi người cứ đến đây và sẽ gặp thấy cái xe cá viên chiên đã giả có hình của hai hoa hậu ở trước xe cho mọi người nha. Đây đây đây, hai hoa hậu nói là phải có đây đây hai hoa hậu có sách bánh có trứng nha. Đây dạ có bảng giá luôn, rất là bình dân mọi người nha. Trời ơi ta nói hả, ta nói cá viên chiên mà hình cỡ đó đó mọi người. Mà nó nghe là cả nhà ơi, cả nhà thấy không, đây là bọn chúng mi rồi, chúng mi đây là bọn Nhi nha. Hình như cái mặt em không có giống. Gọi điện lát, gọi điện lát lên nè. Đây là bọn Nhi nè, bọn Nhi, còn đây là Du My, thấy không? Phải chị sao? Vô mặt vậy mới nhận ra vậy đó hả? Đúng rồi, chị với thằng hàng nha. Nè mà sao không có giống cái trong hình nè. Nè cái mặt của Du My nè, thật sự nè, mặt thật nè. Mặt thật nè, cả nhà mình coi nha, mặt thật. Còn đây là giống mặt... như là để hình ai vậy đó mọi người. Dạ thôi bây giờ để em chia sẻ cái, dạ đây là cá viên hai chị em. Dạ bảng giá rất là rẻ, cũng rất là bình dân luôn mọi người. Chỉ dao động từ 10.000, 5.000 và đến 15.000 là cao nhất thôi. Cho nên là mọi người cứ việc ra ủng hộ bên trên chúng em nào là bán cá viên, rồi sẽ có phục vụ thêm, đó chính là nước suối, nước xanh, trà xanh không độ, trà đường, cà phê, rau má, đá chanh nha. Tất cả các loại nước sẽ được phục vụ cho tổng thể với mình luôn. Anh chị bình thường có việc ra 783 Trần Xuân Soạn. Hôm nào tụi em bán tụi em sẽ lên lịch cụ thể cho mọi người, nhớ qua ủng hộ tụi em. Còn những ngày cuối tuần nữa tụi em chạy show, tụi em sẽ đăng bài ốp cho mọi người nha. Dạ nói thương nói gì thôi chứ thương. Nếu mà bữa nào có đi show thì bà ngoại của chị bán. Nếu mà ngày nào đi show có bán với tụi em cũng sẽ đăng Facebook cho mọi người biết luôn. Mọi người nhớ thương và ủng hộ hai chị em đây. Dạ hai chị em cái mặt không có giống em miếng nào luôn mọi người, thật sự cái mặt không hề giống em thề luôn á. Cái mặt gì mà khác dữ vậy trời, buồn dễ sợ. Đừng quay cạnh mặt em quá. Má trời ơi đó camera, có camera đây nè. Quay cho em coi chị Nhã đúng nhầm thùng tiền hoài đâu luôn. Để cho mọi người mọi thùng tiền có lần trả lại cái tủ nó hở ra kỳ cục chết luôn. Ủa khóc chết hả chị, em bán xong rồi. Đã nói chị Nhã, em dụ mấy ảnh ra ngoài quay, chị vô chị đứng kế thùng tiền nha. Trời ơi, chị nói là tối mình chia, hôm nay nó phát hiện rồi. Trời ơi, trời chị nói gì, để đổ chơi chị. Trời ơi, hai biết đâu. Đưa nhiêu rồi. Còn tự nhiên cái này của ai nè? Chị kẹo qua em chị. Vâng ơi, thấy thời trang của Thảo đẹp không? Đó. Đúng mọi người là có mặt quần hay không? Đây, nè, đây là Bùi Thanh Lộc, nè, là nữa sẽ là người độc rap của trong bài hát Ngọc Nữ Loto. Nói gì chị con? Tao giải mặt mày nói gì đi. Dạ chào mọi người, hôm nay là ngày khai trương của chị Bảo Nhi với là gì chị Bảy với lại chị Du My. Thì hôm nay em đến ủng hộ với mọi người hết để mà mày không giới thiệu là địa điểm thành cho vậy. Dạ địa điểm là 783 Trần Xuân Soạn ngay chỗ cổng của từ quẹo bên trái đó. Còn nếu mà ai muốn đi khách thì liên hệ với Bùi Thanh Lộc nha, 20.000 một suất. Trời 20.000 thôi trời. Em xin đen đi Nhi. Rồi mọi người ơi, nếu mà có ủng hộ Bụng Nhi với lại Yumi thì cứ tới 2
283 783 783 Trần Sinh Soạn nha. 783 Trần Sinh Soạn mọi người ơi. Qua đây dạ em sẽ dạy cho mọi người chơi video vui vẻ bằng cái duy trì hai chị em mọi người nha. Hương hả? Có nước ngọt không? Dạ có nước không?